Xin kính chào tất cả quý bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Cường Hà Giang. Thì ngày hôm nay thì lại có cái đoàn từ thiện từ dưới Hà Nội lên đến quý bác, cũng thông qua Cường là đi quay ở trên này. Nên là hôm nay quý bác ở dưới kia là cũng có lên trên này để trao quà và bánh trung thu cho tất cả các cháu học sinh ở cái điểm hiện tại Cường đang làm ở trên đó đấy. Cái điểm Chù Lùng, xóm Chù Lùng trên B. Anh có lời không? Chị nhặt một ít. Này nhà ai có ấy cho con. Đây là đâu cái bánh trung thu, bánh trung thu để riêng ra cả vỡ. Đúng rồi, bánh trung thu đâu nhỉ? Không, bánh trung thu là không nào. Chụp xe chắc không hết được. Mấy thôi cơ mà. Ờ đúng rồi, bánh trung thu. Bánh trung thu mà. Sớm giám đốc nhà máy bánh trung thu đứng kia vì làm điều không không. Độ cả mũ đẹp ghê nhỉ. Rồi có đi qua được không? Không đi qua được đâu anh ơi. Tơ. Đoàn cho em 5 cái chăn. Đầu này chắc ở trên 100 cái nhỉ? Ờ, nhà gái luôn. Chưa còn này đấy. Cả túi ấy chăn rồi kìa. Đút nó vào cái túi ra người ta sẽ ấy. Chăn này mỏng mỏng hay là như vậy nhỉ? Đấy bây giờ chưa tăng, chưa phải có một cái đi bạt, cái đi giải ra nó gấp chăn. Đây. Đấy. Đút vào gặp đẹp quá gì đấy. Quá đẹp luôn. Ừ. Đúng không? Vâng. Mà đây toàn đồ mới nhá, không phải đồ cũ đâu. Em ơi. Cái túi nó chen đấy không? À đây. 12. Đây là cái hai số đủ. Thôi, này đủ rồi này. Hạ hết xuống không không? Đâu vào cái túi. Hạ đi. À xe đến kia đây. Đấy thầy giáo lấy cái gì đi. Thầy giáo lấy cái gì thêm cho em thì đăng ký đi. Không vào cho các em xin một ít bánh kẹo này được rồi. Bánh kẹo này đây rồi. Ở trên này có bao nhiêu người? Đây có cả ủng nữa này. Ủng này đi tốt quá nhờ. Hôm nay đây có cả ủng nữa này. 20 đôi là 2 cái này. Thế đây là 5 đôi rồi. Đấy mấy bánh còn đây. Có bánh chưa? À, có rồi đây. Kiều ơi, có nửa cái chỗ đấy chưa? Đây đây đủ rồi. Đủ chưa? Có nửa cái chỗ bánh kẹo đi đi này. Có lấy chăn không? Có lấy chăn cho cháu nào không? Chăn không có. À chăn thì không có. Chăn không có đủ trên này 60. Được rồi, xách rồi. Sau. Không cho thiếu. Sao ở mỗi này 5 đôi? Không phải được, đứng lại đi. Mỗi một cái đấy là kép vào nhau đấy. Mỗi một chiếc đấy là một đôi. À, mỗi một chiếc đấy là một đôi, nó sụp vào nhau. Đi đâu anh? Hả? Đâu đấy? À. Thầy ơi! Thầy đợi đi á! Ê, em ơi, hạ đồ đi, tập trung hạ đồ đấy. Toàn chăn mới ấy. Ý là kiểu từng cái này nó khó hơn là chỉ có một bọc kia thôi, nhìn lên nhé. Thôi, có cái nào để bọc này mình chờ bọc kìa. Chờ bọc này thì chờ được ít lắm. Chắc được khoảng 3 cặp đúng chứ mấy. Cặp rưỡi. Cái này à? Vâng. Tầm 4-5 cái kìa. Vâng, nhưng mà buộc nhé, ép vào. Thằng nằm mẹ cứ chọc mẹ bánh kẹo trò ăn đấy tê cho béo cho nhẹ đúng không? Mới bình này 10 người đúng không? Vâng, cái này cả nam nữ. Cho 2 bình đi, 1 bình nam 1 bình nữ đi. Không, đây là có 5 nam rồi. À thế đây, 10 này, 14 người đúng không? Cho 4 cái nam nữa. 5 luôn, cho thầy luôn 10 dư ra một cái 1.
2, 3, 4, 5, đây 5 năm thôi. Đây là 10 nữ. Đây một bịch là 10, một bịch 5. Nhưng cái này là nữ hay nam? Nữ, nữ nam đồ được hết. Thầy ra nhận quần vào chưa đi. Có cô giáo cái điểm trường cô đem muốn xin ít ủng đấy. Cô là ai? Cô là ai à? Không có. Ủng thì cho 10 người rồi mà. Lung tung miệng. Tức là không có người lớn đâu. Rồi, cho nên nhá, là rút kinh nghiệm lần sau em đi nhá. Những cái gì tiếp tục em. Cho hết thì xong, đi cho cái điểm trường của em cái đấy này chắc là. Chị Vũ, Vũ mà. Cái gì? Em đi nhờ quá. Thế bây giờ cho bà con vác lên đấy, cô bác. Bà con đầy đủ chưa nhờ? Bây giờ cho bà con lấy kiêng lên đến điểm trường xong là phát sau. À con đã chở xe máy đi, bảo chở xe máy đấy, em đi theo cái đoàn này. Anh chở xe anh đâu cho mấy anh biết lái không mà được có đi. Không anh đi với ngân thôi. Hiện tại ở đây cũng rất là đông người với bác. Có một đoàn thì bà con ra đây vác để lên trên điểm trường để phát sau ấy. Thì bây giờ Cường sẽ bắt đầu Cường tiếp tục cùng bà con để đi bộ từ đây lên trên đó để Cường giám sát theo ấy. Bởi vì sợ bà con mang đồ đâu mà lúc phát là không đủ ấy. Giờ Cường sẽ bắt đầu đi theo của bác. Một đoàn luôn. Cũng rất là vui. Và các cháu rất là may mắn thì là năm nay các cháu được ăn Trung Thu ở trong cái bản và được mọi người san sẻ cái yêu thương đến với bà con và các cháu ở trên vùng cao. Nên những việc làm thiết thực này thì rất là ý nghĩa. Xe không chở hết bởi vì cái đoạn đường này ngày trước Cường đi Cường cũng có quay với bác. Thì là ô tô không vào đến được cái điểm trường đó, chỉ có đi xe máy và đi bộ thôi. Cái nào lên đến trên này thì bắt đầu là chia quà cho tất cả bà con. Rồi sau đó sẽ tổ chức cho các cháu ăn bánh kẹo. Còn cái đoàn đi sau để vác bánh kẹo ấy, thì là vẫn ở trên cùng bác ạ. Cường đi theo thế này để cùng bà con lên Cường ghi một số hình ảnh. Đường đi rất là khó chú bác. Để đường tiểu ngạch đi bộ ấy. Ui. Đi từ từ rất là khó luôn ấy. Có chỗ phải chạy luôn. Đây toàn xuống dốc rồi. Sáng nay Cường có vào chỗ bị thư già để báo tin vui ấy. Cứ đi đi anh. Cứ đi đi, em đi sau thôi. Không sao cả. Anh mệt anh cứ đi trước. Một đoàn luôn cùng bác kìa.
qua con suối. Nước suối ở đây rất là mát luôn cô bác, nhưng vào đến điểm thì lại không có nước thôi. Ui xời, năng động luôn. Một dàn luôn, một đoàn. Khá là mệt quý bác ạ. Ui giời. Đầu kia còn có cô bác nhỉ. Cũng đang còn lác đác vài người. Nhìn cái kiểu này du về nó hơi mở, quý bác thông cảm nhé. Mày không cháu. Ui cái gì đấy. Ui chó. Cái đoạn này, đường này lên dốc thì rất là mệt quý bác. Nhanh lên nhá, còn nhiều đấy. Cứ một lần là được cái đồ gì đến bản này, bà con phải đồng tâm hiệp lực thì những cái đồ dùng mới đến tay của bà con được. Thực ra như vậy quý bác, đi bộ đã cảm thấy rất là mệt rồi, mà còn cho vác đồ lên trên này nữa thì khả năng là còn rất là mệt hơn rất là nhiều lần luôn. Từ cái quãng đường vào thì là đi từ ngoài kia của bác, cái nhà mái xanh xây xây ấy, đấy cũng là một cái điểm trường. Điểm trường đấy là điểm trường thăm non, nhưng mà đường đi lại nó dễ dàng hơn cái đoạn này. Cái điểm trường này rất là nhiều.
Gì đấy? Mẹ đã bà. Trời hiện tại là cũng sắp mưa đấy. Nhìn trời tối om luôn của các bác. Bà con ở khu bên kia vừa rồi mưa hơn tuần trời. Bà con không gặt được, còn sợ lúa hỏng ở khu bắc. Ở dưới này này. Ở dưới này đổ hết rồi. Hiện tại thì đang lên dốc núi Bác, nhưng mà cái thời tiết như này thì có gió thì rất là mát. Cho nên để bà con ở đây mà nói thì thiệt rất là nhiều cô bác, thiệt về cái con đường đi lại này. Giờ mới đi à? Lâu quá đấy. Cái đường đi lại của bà con đi rất là khó khăn. Cái đoạn đường bê tông chỉ đến cái điểm trường thôi. Còn người ta khu vực đằng trước kia của bác, khu vực đằng trước kia đi vào xã Khâu Vai ấy, thì lại không có đường bê tông mà chỉ toàn đi đường đất thôi. Đấy, hai vợ chồng ông bà này còn thay nhau để mà xách cái đồ lên cõng mà điệu ấy. Hiện tại là sắp đến là dưới cái điểm, đến cái điểm trường của bác ngay đằng trước này này. Thế là sau một hồi đi bộ là hiện tại Cường cũng đã đến điểm trường rồi. Đi bộ cũng mất khoảng 15-20 phút gì đó. Lấy bữa để đấy, tập trung cất đã. Hơi bị mệt. Cứ để gọn một chỗ một tí, đằng nào cũng lên chia cho tất cả các cháu đấy. Quần ra quần áo vào chăn chăn đi. Các cháu cho nghỉ học ra ngoài đi, cần gì ở trong này nữa. Đấy bà con ơi, hiện tại đang quay lại để vác thêm đồ đấy của các bác. Nói chung bà con nhiệt tình như vậy là Cường cảm thấy rất là vui rồi. Hiện tại bà con là các cháu nhỏ, là các người lớn ấy thì cũng vừa đi vác đồ về. Còn các cháu nhỏ cũng đang ở đây rất là mong để được phát quà đấy. Ừ.
Hiện tại thì đồ là vẫn chưa lên trên này hết đấy cùng bác. Nên là phải đợi một lúc nữa thì đồ mới lên đến trên này để cho các nhà hảo tâm là đoàn thiện nguyện từ dưới xuôi lên trên này để trao quà. Ở ngoài kia là em Ly Mỹ Trà. Ngày trước Cường cũng có giúp đỡ là đưa cho em tới trường để học, hiện tại đang học lớp tiểu học lớp 1 đấy cứu bác. Bởi vì em ý là năm nay 9 tuổi rồi. Thầy giáo chưa khỏe nhờ? Còn không? Ở ngoài đấy còn cái gì không? Ở ngoài đấy còn gì không? Còn sách đánh. Thầy giáo trẻ nhất xóm. Chào mọi người nhá. Đấy, làm thế. Alo. Úi giời. Ê, đẩy xuống xuống đẩy hộ ơi. Đẩy hộ, đẩy hộ. Đấy, đường lên trên bản như vậy đấy. Đúng rồi. Phó thôn nhanh nhỉ. Vì như đúng rồi. Phó ấy. Trong đoàn tôi anh em đi xe máy từ Hà Nội lên đây này. Vì các cháu này. Ở trên này còn một cái bản nữa rất là nghèo luôn này. Hai chuyến này. Thầy vào trong uống nước thôi. Không có chỗ nào khô. Có nước sôi để nguội đấy. Thế chưa xếp đồ à? Để chờ hết đồ lên đã. Ừ nè. Bánh trung thu các cháu. Gần đến trung thu rồi. Đem bánh kẹo cho các trung thu các cháu. Đem trung thu niềm vui cho các cháu lên Việt Nam. Anh ơi, cô ơi, chắc là ai đội nhờ. Đấy. Đấy. Các cháu nhỏ hiện tại đang chơi đùa trên đồ luôn. Vui gì chắc là cố cười ấy. Thế thì cười to đúng không? À, cô giáo à? Chị à, Nhạc ơi, xếp đồ cùng các chị đi, các em ấy đi. Xếp chăn này, chăn này. Đây là bà con đang xếp để cho vào cái túi này của bác này. Cho vào túi, mở lên chị. Đấy.
Cô thay cung mới đấy anh. Anh vừa thay xong. Cô giáo đang phát kẹo đây à? À đây bây giờ anh Thọ với ai không nhỉ? Được xuống ra ngoài nhá. Ô bị rơi quả này. Phát quà cho đây này. Đấy của con này. Vân ngủ rồi, Vân ngủ rồi. Vân ngủ rồi, được quà cũng Vân ngủ luôn. Hiện tại thì bà con đang ở ngoài này là chờ cô bác ạ, chờ phát quà với lại bên đầu này nữa, chuẩn bị cho các cháu nhỏ mà các cháu không đi học ăn. Ô anh giỏi nhờ. Cái kết thúc bánh kia luôn nhở, bê luôn cả cái thúc bánh bánh bánh. Bê tấp ra đây, tí này tấp ra đây con. Trong kia còn đâu bây hết ra trong hết, cho hết trong kia còn đâu các cháu đủ tiêu chuẩn cho ra đây rồi hết. Chào anh ơi, ơi. Em cầm ra cắt bánh bà kể cả nào bà anh Thọ kéo tay nhờ. Tôi làm rất đắt tiền. Đây anh em nhá. Nhân đậu xanh này. Bánh nướng này. Dân vào bên bánh dẻo đây. Đấy, đầy đủ hết. Em ngã bắt xe hỏng hết rồi. Xe em hỏng hết luôn. Anh Thọ nhanh tay lắm nhờ. Nhanh tay nhanh chân luôn. Tôi xin tờ báo đây nhỉ. Báo luôn nhỉ. Anh em tổ chức ở trên Hà Giang nhá. Đều vào Hà Giang nhá anh Sơn Nguyên nhá. Trên kia cho mọi người nhìn cái. Đây. Trường non chùa Núng Bê trên Bê này. Báo cho báo đi mẹ. Huyện Nhà Bạc tỉnh Hà Giang nhá. Cái bàn nó ngon ăn nhau đâu. Cảm ơn chị Hồng nhá. Xé cái
Ở đây có cả bánh dẻo và bánh nướng này chú bác. Rất là ngon. Đủ hết. Kinh đô có. Toàn kinh đô hay gì nữa? Kinh đô hết. Xin thưa với cả để nói ra chứ, xin thưa với tất cả bà con thôn bản, hôm nay là nhân dịp trung thu, ngày trung thu của các cháu. Đoàn tình nguyện ở dưới tỉnh Phú Thọ đi lên đây để đem những tấm lòng vàng, lòng vàng và những anh phát trực tiếp ấy. Những mảnh những miếng bánh mạnh thường quân, và đem những miếng bánh lên để cho các cháu để khóa cỗ trung thu đấy. Thế cho nên là xong một cái thì là xin mời tất cả các cháu và các bác thưởng thức một chút bánh trung thu của dưới đoàn thuyên nguyện tỉnh Phú Thọ đi lên. Đấy. Bảo các cháu kìa. Đấy. Đấy thế thì bây giờ là thầy giáo với cô giáo là chuẩn bị có nhờ không thì mời tất cả nhá. Mời tất cả. Mời tất cả các phụ huynh. Sau cái màn phá cỗ trung thu này thì chúng ta còn một ít quần áo cũ. Có quần áo, anh có giày dép, có chăn, còn, đấy, nói chung là đủ, toàn đồ mới để đem lên để phục vụ cho các cháu, trên này. Hôm nay chúng tôi lên đây này là đem trung thu đến cho các cháu, bao gồm là bánh kẹo, sữa, bút vở, sách, nhất là những quần áo có những cái mà có những người người ta ủng hộ nguyên đồ mới, tức là không sử dụng bao giờ, tức là chưa sử dụng bao giờ. Nên là tất cả anh em tôi đã đem tận nơi, chia tận tay cho bà con, nên là các cháu một cái trung thu rất là vui vẻ, mà rất cảm ơn những người mà đã ủng hộ để cho chúng tôi đi được các cái chuyến thiện nguyện này được thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn mọi người và rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Vâng, thưa các quý các cô các bác đã lên thăm và chia sẻ đến vùng cao những món quà thật ý nghĩa này, bánh kẹo trung thu trên vùng cao này chưa được trải nghiệm những cái bánh kẹo trung thu thế này bây giờ. Cô giáo đã rất là cảm động, rất là cảm ơn ạ. Không biết nói gì hơn nữa. Tại cô giáo xúc động quá, thấy các em được ấm lòng này, ấm chân và ấm quần áo này, cô giáo xúc động quá, không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn mọi người. Bà con hoan hô một cái cho nó. À, bà con nào? Bà con ơi, tất cả ta cùng vỗ tay một cái nhá để. Vỗ tay một cái nào. Mọi người ăn đây. Xin mời mọi người, chị đó tôi no đấy này. Chị mua. Mà mãi nha, mãi nha. Rất là vui của các bác ạ. Sau một hồi thì bà con là cũng các cháu và cũng đã được ăn kẹo của các bác. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì bác nghĩ là cái sai lầm lớn là mình là... đi bộ rồi, đi xe đâu. Bạn thì ngồi xe xuống ngã mẹ ông là hốt bỏ anh. Dạ. Ôi chào bà con nhá. Chào bà con nhá. Anh Cường, anh vừa xuống luôn không hay ở trên này. Em về đi sau một chút. Đến kia có chương trình gì alo nhá. Đó mời. Anh về chưa em anh Thọ nhá. Đi ra thị trấn với em nhá. Vâng, của các bác thì hiện tại thì các cháu phá cỗ xong rồi. Thì đây còn một cái đống đồ là quần áo chăn màn các kiểu ấy. Cái này thì cho các rồi. Thì ngày mai cho các giáo viên ở điểm này là phát cho các cháu. Bởi vì những cái suất quà này là chỉ dành cho những người đi học ấy. Nên là cũng giới hạn rất là nhiều. Còn video của Cường đến nay đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý cô bác, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.